trong những cái trường hợp mà thời gian là vàng, giống như anh nói trong trường hợp của nhồi máu cơ tim hoặc là trường hợp của bệnh nhân đột quỵ mà em cần phải làm tiêu tan cục máu đông thì em dùng thuốc tiêu sợi huyết chứ không phải là em sử dụng thuốc chống đông. Trong cái slide này đó, là nó nói cho các em biết hầu hết tất cả những cái thuốc chống đông mà mình hiện có trên thị trường nó khá là nhiều. Thì anh nói cho các em tham khảo thôi, chứ trong phạm vi bài này thì anh không thể nói hết được nhé. Mà anh chỉ tập trung vào những cái thuốc chống đông nào mà nó có liên quan tới bệnh lý mạch vành của mình mà thôi. Thì thuốc chống đông mà quen thuộc nhất đó chính là heparin. Thì cơ chế của heparin chủ yếu là nó sẽ ức chế cái yếu tố 10A và yếu tố 2A, hay còn gọi là thrombin. Thì trong heparin á, là chúng ta có hai thuốc chính, đó là heparin không phân đoạn, tiếng Anh gọi là unfractionated heparin, tức là viết tắt là UFH. Và thứ hai là heparin trọng lượng phân tử thấp, người ta gọi là low molecular weight heparin. Thì trong cái bài này anh sẽ nói rất là nhiều về hai cái loại heparin này cho các em. Thuộc thứ hai thuộc cái nhóm thuộc chống đông, đó là thuộc chống nhóm kháng vitamin K. Thì vitamin K là một cái vitamin nó cần cho cái quá trình tổng hợp của các yếu tố là yếu tố 2, yếu tố 7, yếu tố 9 và yếu tố 10. Cho nên cả cái thuốc chống đông kháng vitamin K thì nó sẽ ức chế cái quá trình tổng hợp những cái yếu tố này lại. Cái thuốc chống đông duy nhất thuộc nhóm kháng vitamin K đó chính là warfarin. Thuộc thứ ba, nhóm thuộc thứ ba đó là cả cái thuốc mà người ta gọi là thuộc ức chế yếu tố 10A trực tiếp, tức là direct 10A inhibitors. Thì đây là một cái nhóm thuốc mới, và trong thuốc này á, là có hai thuốc dạng đường uống và một thuốc dạng đường tiêm. Hai thuốc dạng đường uống là gồm có rivaroxaban với biệt dược là Xarelto và apixaban với biệt dược là Eliquis. Thì đây là hai cái thuốc mà hiện được sử dụng rất là rộng rãi trên thị trường để mà thay thế cho warfarin trong những cái chỉ định mà bệnh nhân cần đến thuốc chống đông đường uống. Thì warfarin á, là một cái thuốc chống đông mà nó có từ rất lâu đời rồi. Một trong những cái nhược điểm của warfarin á, là trong quá trình sử dụng á, thì các em phải theo dõi INR một cách rất kỹ lưỡng, rồi các em sẽ chỉnh liều warfarin, rồi làm sao cho INR nó nằm trong một cái giới hạn cho phép, rất là mệt mỏi và tốn công. Nhưng mà cái rivaroxaban và apixaban á, thì các em không cần phải làm vậy, liều của nó là cố định cho nên nó rất là thuận tiện cho bệnh nhân. Hai cái thuốc mà rivaroxaban và apixaban á, người ta còn gọi nó dưới một cái tên họ gọi là DOAC, tức là direct oral anticoagulation, tức là thuốc chống đông đường uống trực tiếp, hoặc là NOAC, tức là novel oral anticoagulation, tức là cả cái thuốc chống đông đường uống thế hệ mới nhé. Hiện hai cái thuốc này được sử dụng rất thịnh hành trên thị trường. Một cái nhóm thuốc cũng ức chế yếu tố 10A trực tiếp nhưng mà sử dụng bằng đường tiêm có tên là fondaparinux. Thuốc này cũng ít sử dụng. Thì trong những cái một trong những cái ứng dụng của cái thuốc này đó là trong những cái trường hợp mà các em cần tới sử dụng thuốc chống đông đường tiêm thì hai thuốc quan trọng nhất vẫn là heparin và heparin trọng lượng phân tử thấp. Nhưng mà trong một số trường hợp chẳng hạn như bệnh nhân bị dị ứng với heparin hoặc là bệnh nhân bị tác dụng phụ của heparin thì em có thể sử dụng cái fondaparinux để mà thay thế. Thì thông thường á, là những cái chỉ định của thuốc chống đông đường uống á, là các em dành cho những cái trường hợp mãn tính và bệnh nhân cần uống thuốc chống đông trong thời gian dài đường uống. Ví dụ như những cái trường hợp bị rung nhĩ hoặc là những cái trường hợp bị huyết khối tĩnh mạch sau chi dưới hoặc là huyết khối tĩnh mạch phổi hoặc là van tim nhân tạo, thì trong những cái trường hợp đó là những cái trường hợp em cho bệnh nhân uống thuốc chống đông đường uống. Còn cái thuốc chống đông đường tiêm á, thì thường mình sử dụng trong những cái trường hợp cấp cứu bởi vì nó là sử dụng bằng đường tiêm cho nên nó dễ chỉnh liều. Nếu như mà bệnh nhân có bị chảy máu hay là cần làm thủ thuật gì á, thì mình chỉ cần ngưng cái thuốc đi thì cái quá trình đông máu của bệnh nhân nó sẽ trở về bình thường. Cái nhóm thuốc chống đông thứ ba họ gọi là thuộc ức chế yếu tố 2A trực tiếp, hay còn gọi là ức chế thrombin trực tiếp. Thì trong thuốc này á, là có cái thuốc có tên là dabigatran, là cái thuốc đường uống. Và thuốc này nó cũng ít sử dụng hơn so với cái rivaroxaban và apixaban. Và có hai thuốc đường tiêm đó là agatroban và bivalirubin. Agatroban và bivalirubin á, thì nó cũng được sử dụng trong những cái trường hợp mà bệnh nhân cần được sử dụng thuốc chống đông bằng đường tĩnh mạch nhưng mà họ không dung nạp được với heparin do tác dụng phụ. Thì một trong những cái tác dụng phụ của heparin á, đó là cái
một cái bệnh lý họ gọi là giảm tiểu cầu do heparin. Thì đây là một cái tác dụng phụ nặng, và trong những cái trường hợp như vậy á, thì người ta khuyên là không được dùng bất cứ cái chế phẩm heparin nào nữa. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì mình thường là chuyển sang những cái chế phẩm khác, ví dụ như là fondaparinux, hoặc là agatoben, hoặc là bivalirubin. Nhưng mà nói chung thì những cái này nó cũng phức tạp, cho nên anh sẽ không còn nói nhiều cho các em. Các em chỉ cần nhớ tới cái sự tồn tại của những cái thuốc chống đông đường uống, là gồm có warfarin là cái thuốc đầu tiên mà được sử dụng, rồi sau đó một số cái thuốc chống đông đường uống thế hệ mới gồm có rivaroxaban, apixaban, dabigatran. Trong đó cái rivaroxaban và apixaban thì nó được sử dụng tình hành hơn dành cho những cái bệnh lý huyết khối mãn tính, ví dụ như rung nhĩ, bệnh van tím, huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, hoặc là huyết khối tĩnh mạch phổi. Còn cái kháng đông đường tĩnh mạch thì thường dùng trong những cái trường hợp cấp cứu, ví dụ như là nhồi máu cơ tim. Trong đó là heparin trọng lượng phân tử thấp và heparin không phân đoạn thì nó được sử dụng tình hành nhất. Nó có một cái biến chứng, đó là một cái bệnh lý có tên là giảm tiểu cầu do heparin. Trong trường hợp này em sẽ sử dụng agatoben, bivalirudin hoặc là fondaparinux nhé. Thì trong phạm vi mà liên quan tới nhồi máu cơ tim là chúng ta sẽ tập trung nói về hai thuốc thuộc nhóm heparin, đó là heparin không phân đoạn và heparin trọng lượng phân tử thấp nha. Trong bài này thì cái heparin không phân đoạn thì anh gọi là heparin thường. Trong cái heparin trọng lượng phân tử thấp thì có hai thuốc có tên là deltaparin và enoxaparin. Thì trong hai thuốc này thì cái enoxaparin thì nó được sử dụng nhiều hơn, cho nên chúng ta sẽ nói về enoxaparin và chúng ta sẽ không nói về cái deltaparin vì ít khi nào được sử dụng trên lâm sàng. Thì hai thuốc này thường là nó dùng bằng cái đường tiêm mà thôi. Thường thì heparin là nó có một dạng là dạng truyền tĩnh mạch, và là một dạng là dạng tiêm ở da. Cái dạng truyền tĩnh mạch thường là để người ta dùng để mà điều trị cái cục máu đông đã hình thành rồi. Giờ là mình điều trị để mà ngăn cho nó khỏi phải tiến triển rộng ra. Còn cái dạng tiêm dưới da là dạng để mà điều trị dự phòng. Còn enoxaparin tức là heparin trọng lượng phân tử thấp thường thì nó chỉ được sử dụng cái dạng tiêm dưới da mà thôi, kể cả dự phòng lẫn điều trị. Thì xíu nữa mình sẽ nói về cả cái tác dụng, về cái cách sử dụng của nó. Thì về cơ chế thì heparin nó có cái cơ chế tác dụng, đó là nó sẽ hoạt hóa cái antithrombin, rồi antithrombin này nó sẽ ức chế cái yếu tố 10A và ức chế cái yếu tố 2A hay còn gọi là thrombin. Nếu như mà các em nhìn vào cái sơ đồ này á, thì các em sẽ thấy cái heparin á, là nó ức chế cái con đường chung của cái quá trình đông máu. Thì quá trình đông máu á, là nó gồm có cái con đường ngoại sinh á, là gồm có cái yếu tố 12, 11, 9. Còn cái con đường ngoại sinh á, đó là cái yếu tố 7. Rồi con đường chung là từ 10, 5, 2, 1. Thì như vậy á, là chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là heparin nó sẽ ức chế cái con đường chung. Thì các em còn nhớ cái xét nghiệm nào mà mình dùng để mà đánh giá con đường nội sinh và con đường ngoại sinh của quá trình đông máu không? Thường thì con đường ngoại sinh thì mình dùng cái xét nghiệm là PT, tức là prothrombin time. Thì cái con đường ngoại sinh là cái con đường là liên quan tới các cái yếu tố đông máu liên quan tới vitamin K. Cho nên cái prothrombin time là thường là người ta dùng để mà theo dõi cái tác dụng của warfarin. Còn cái con đường nội sinh thì mình dùng cái xét nghiệm là PTT, tức là partial thromboplastin time, để mà mình đánh giá. Thì về mặt nguyên tắc thì cái heparin là nó ức chế cái yếu tố 10 và yếu tố 2, tức là con đường chung. Cho nên về mặt nguyên tắc thì cái heparin là nó làm cho cái thời gian PTT và cái thời gian PT nó đều kéo dài ra. Nhưng mà trên thực tế lâm sàng thì thường là người ta dùng cái thời gian PTT để mà người ta theo dõi cái tác dụng của heparin. Thì chúng ta có hai cái chỉ định của heparin. Một là cái dạng tiêm dưới da, dùng để mà dự phòng cái sự hình thành các cái cục huyết khối trên những cái bệnh nhân nhập viện. Tán lại ví dụ giống như là một bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ chẳng hạn, họ nằm trên giường, họ ít vận động, thì thường bọn anh sẽ cho bệnh nhân dùng một cái liều thấp của heparin tiêm dưới da để mà ức chế cái sự hình thành của các cái cục huyết khối của bệnh nhân. Thì cái liều thông thường của heparin tiêm dưới da để mà ức chế cái quá trình hình thành cái cục huyết khối thường là 5.000 đơn vị, và các em tiêm mỗi 8 giờ hoặc là 12 giờ, tức là mỗi ngày tiêm từ 2 đến 3 mũi.
Mình sẽ tiêm cho đến khi nào bệnh nhân có thể đi lại được thì thôi. Còn một cái chỉ định thứ hai của heparin đó, đó là cái chỉ định dạng truyền tĩnh mạch liên tục, thì thường dành cho những bệnh nhân mà họ đã có cái cục máu đông là hình thành rồi. Và giờ mình cho heparin đó là để ức chế cái sự hình thành của cái mạng lưới fibrin và làm cho cái cục máu đông đó sẽ không tiến triển nặng hơn. Và đây là một cái chỉ định quan trọng của heparin trong trường hợp mà những bệnh nhân họ bị nhồi máu cơ tim cấp hoặc là huyết khối cấp tính chẳng hạn. Thì cái lợi ích của heparin đường truyền tĩnh mạch là nó có tác dụng rất là ngắn. Cái thời gian bán thải của heparin đường truyền tĩnh mạch thông thường chỉ chừng khoảng 1,5 giờ, cho nên nó rất là tiện lợi. Ví dụ như chẳng hạn bệnh nhân họ xảy ra các cái biến chứng chảy máu, thì em chỉ cần cho bệnh nhân ngưng heparin trong vòng chừng khoảng 1 đến 2 giờ thì nó sẽ ngưng chảy máu. Và thứ hai nữa là nó có cái antidote, tức là cái thuốc giải độc, tức là protamine sulfate, nếu như bệnh nhân có cái biến chứng chảy máu từ cái heparin. Nhưng mà có cái mệt đó là chúng ta sẽ phải truyền tĩnh mạch liên tục và chúng ta phải chỉnh liều làm sao cho cái PTT nó nằm trong giới hạn bình thường mà em mong muốn. Nếu như mà PTT nó quá thấp á, thì máu bệnh nhân nó không đủ loãng để nó có thể ức chế cái sự hình thành của mạng lưới fibrin. Còn nếu như mà PTT nó quá cao thì nó lại gây ra chảy máu nhiều. Cho nên là trên thực tế thì ở cả cái bệnh viện của Mỹ thì thường dược sĩ là họ có sẵn cái protocol để mà họ chỉnh cái liều của heparin và bác sĩ chỉ cần chỉ định heparin đường truyền tĩnh mạch thôi. Lúc đó thì điều dưỡng và dược sĩ họ sẽ phối hợp với nhau để mà họ chỉnh liều heparin cho bệnh nhân mà không cần phải thông qua bác sĩ. Thì ở đây anh sẽ giới thiệu cho các em một cái protocol mà thường sẽ được sử dụng ở bệnh viện của anh. Thì anh giới thiệu cho các em tham khảo, chứ cái này nó rất là khó nhớ và cũng chẳng cần nhớ làm gì. Và mỗi bệnh viện thì thường họ có cái protocol khác nhau. Thì nguyên tắc chung đó là trước khi mà cho sử dụng heparin thì điều dưỡng sẽ cho bệnh nhân xét nghiệm công thức máu, tiểu cầu, PTINA và PTT. Nguyên tắc chung đó là sau khi mà cho bệnh nhân sử dụng heparin đường truyền tĩnh mạch thì điều dưỡng sẽ kiểm tra PTT mỗi 6 giờ. Và trong quá trình dùng heparin thì các em sẽ phải kiểm tra tiểu cầu hàng ngày. Một số bệnh viện thì yêu cầu kiểm tra tiểu cầu là mỗi 3 ngày. Tại vì có một cái tác dụng phụ của heparin người ta gọi là heparin induced thrombocytopenia, nghĩa là giảm tiểu cầu do heparin. Cơ chế là do cái heparin này nó đến bám vào tiểu cầu và nó sẽ hình thành một cái từ kháng thể chống lại cả heparin lẫn tiểu cầu, nó kích hoạt tiểu cầu và từ đó làm cho tiểu cầu nó bám tù lại với nhau và nó sẽ làm giảm tiểu cầu, nhưng mà bệnh nhân lại ở cái trạng thái là tăng đông, cho nên tiểu cầu thì giảm nhưng mà bệnh nhân lại có nguy cơ cao hình thành cục huyết khối. Cho nên khi mà các em nghi ngờ cái tác dụng phụ này á, thì các em phải cho bệnh nhân ngưng heparin ngay lập tức. Ngưng heparin và cả cái chế phẩm của heparin, bao gồm là enoxaparin, tức là heparin trọng lượng phân tử thấp. Các em phải dùng những cái thuốc khác, chẳng hạn như là những cái thuốc chống đông anh có nói ở trên, như là fondaparinux, agatroben hoặc là bivalirudin. Thì trong trường hợp dùng heparin đường truyền tĩnh mạch thì chúng ta thường có hai chỉ định. Một đó là chỉ định chống hội chứng van cấp. Thì trong trường hợp mà chúng ta sử dụng chống cái hội chứng van cấp thì thông thường là sử dụng liều nó thấp hơn, cho nên người ta gọi là low dose weight based heparin protocol. Còn trong trường hợp mà chúng ta sử dụng heparin cho cả cái bệnh nhân bị cả cái huyết khối tĩnh mạch, ví dụ như là huyết khối tĩnh mạch sau chi dưới, hoặc là cả cái trường hợp thuyên tắc phổi, hoặc là huyết khối mạch máu, hoặc là van tim nhân tạo thì thông thường người ta sử dụng liều cao hơn, cho nên người ta gọi là high dose weight based heparin protocol. Thì đầu tiên anh sẽ giới thiệu cho các em cái protocol liều thấp thường sử dụng trong hội chứng van cấp. Thì anh lại ví dụ là bác A 50 tuổi, cân nặng 60 kg, nhập viện vì nhồi máu cơ tim có ST9 lên, thì các em sẽ cho bác A chỉ định heparin đường truyền tĩnh mạch như thế nào? Thì trong trường hợp này, như anh nói, đó là chúng ta sẽ sử dụng heparin đường truyền tĩnh mạch và liều thấp. Thì thông thường đầu tiên là chúng ta sẽ cho bệnh nhân sử dụng liều tải là 60 đơn vị trên kg, nhưng mà không được vượt quá là 4.000 đơn vị. Ví dụ trong trường hợp này bạn A là 60 kg, thì em sẽ cho bạn là 60 x 60, tức là 3.600 đơn vị liều tải. Và sau đó thì phụ thuộc vào cái PTT là điều dưỡng sẽ cho bệnh nhân sử dụng heparin đường truyền tĩnh mạch liên tục với cái liều thay đổi từ 0 cho tới 28 đơn vị trên kg, nhưng mà không được vượt quá 1.000 đơn vị trên giờ.
Mục tiêu của chúng ta đó là làm cho cái PTT này nó nằm trong phạm vi từ 1.5 cho tới 2 lần so với bình thường, tức là từ 50 cho tới 70 giây. Nhưng mà cái con số này là tùy thuộc vào từng bệnh viện vì họ sẽ sử dụng những cái xét nghiệm khác nhau. Cái bệnh viện của anh á, thì người ta muốn giữ cái PTT trong phạm vi là từ 51 cho tới 76 nhé, tại vì nó phụ thuộc vào cái xét nghiệm PTT của từng bệnh viện. Thì sau khi mà 6 giờ á, thì điều dưỡng sẽ kiểm tra lại PTT. Nếu như mà PTT nó nằm trong giới hạn là từ 36 cho tới 51 á, thì lúc này á, điều dưỡng sẽ cho bệnh nhân thêm một cái liều tải nữa là 30 đơn vị trên kg, tức là 30 nhân 60 là 1.800 đơn vị. Sau đó điều dưỡng sẽ tăng cái tốc độ truyền của heparin đường truyền tĩnh mạch lên 2 đơn vị trên kg trên giờ, tức là lúc đầu là mình cho là 12 đơn vị thì bây giờ họ sẽ tăng lên 14 đơn vị. Nếu như mà PTT nó dưới 36 á, thì lúc này á, điều dưỡng sẽ cho bệnh nhân một cái liều tải là 60 đơn vị trên kg, rồi sau đó sẽ tăng cái tốc độ truyền lên 3 đơn vị trên kg trên giờ, rồi sau đó tiếp tục thử PTT trong vòng 6 giờ. Nếu như mà PTT nó nằm trong cái giới hạn từ 51 cho tới 76, tức là nó nằm trong cái giới hạn mà mình mong muốn á, thì chúng ta sẽ giữ nguyên tốc độ, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra lại PTT trong vòng 6 giờ. Nếu như mà chúng ta có hai cái giá trị PTT nằm trong giới hạn này á, thì các em sẽ không cần phải phải thử PTT thường xuyên nữa, chúng ta chỉ cần kiểm tra mỗi buổi sáng là được. Nếu như mà PTT trong phạm vi là từ 76 cho tới 97 thì lúc này có nghĩa là cao, thì chúng ta sẽ phải giảm liều của heparin xuống một đơn vị trên kg trên giờ, và sau đó chúng ta sẽ lặp lại cái PTT trong vòng 6 giờ. Còn nếu như mà PTT nó nằm trong 97 cho tới 113 thì chúng ta sẽ giảm cái tốc độ truyền xuống 2 đơn vị trên kg trên giờ, và chúng ta kiểm tra lại PTT trong vòng 6 giờ. Nếu như mà PTT nó trên 113 trở lên á, thì lúc này các em sẽ phải cho bệnh nhân ngưng heparin trong vòng 1 giờ, rồi sau đó các em sẽ thử lại PTT trong vòng 1 giờ, rồi tiếp tục thử cho đến khi nào cái PTT này nó nằm xuống dưới 113, thì lúc này em sẽ cho heparin chạy lại với cái tốc độ là thấp hơn cái tốc độ hồi nãy là 3 đơn vị trên kg trên giờ. Ví dụ hồi nãy là tốc độ là 25 đơn vị trên kg trên giờ thì em sẽ phải giảm xuống còn 22 đơn vị trên kg trên giờ. Thì đây là protocol lưu lượng thấp sử dụng cái PTT. Nếu như mà bệnh viện của em á, là có cái xét nghiệm anti yếu tố 10A, người ta gọi là anti 10A, assay heparin assay anti 10A, thì các em cũng có thể sử dụng cái cũng có thể chỉnh liều của heparin dựa trên cái xét nghiệm anti 10A này, thì chúng ta sẽ cũng là liều tải là 60 đơn vị trên kg và tốc độ truyền ban đầu cũng là 12 đơn vị trên kg trên giờ, và chúng ta sẽ cứ xét nghiệm cái anti 10A này trong mỗi 6 giờ, và chúng ta làm sao để mà giữ cho cái tốc độ này, giữ cho cái giá trị này từ 0.3 cho 1 cho tới 0.7. Nếu như mà nó thấp hơn á, thì em sẽ bolus, tức là em cho liều tải rồi em tăng liều lên. Nếu như mà nó cao á, thì em giảm liều xuống nhé. Nếu như mà nó trên 1 thì em phải giảm truyền trong vòng 1 giờ, rồi sau đó giảm cái tốc độ truyền xuống 3 đơn vị trên kg trên giờ. Còn heparin truyền tĩnh mạch liều cao á, thì thường dùng trong cái trường hợp là huyết khối tĩnh mạch chi dưới, van tim nhân tạo hoặc là thuyên tắc tĩnh mạch phổi. Thì anh cũng lấy một cái ví dụ tương tự như vậy, tức là bệnh nhân nam 50 tuổi 60 kg nhập viện vì huyết khối thuyên tắc tĩnh mạch phổi, huyến tắc động mạch phổi, thì em sẽ chỉ định heparin đường truyền tĩnh mạch trong trường hợp này như thế nào. Thì trong trường hợp này chúng ta cần phải làm cho mẫu của bệnh nhân nó loãng hơn chút xíu, tức là chúng ta sẽ sử dụng heparin liều cao và mục tiêu là PTT nằm trong giới hạn là từ 71 cho tới 96. Thì đây là protocol của bệnh viện anh. Liều tải là 80 đơn vị trên kg, tối đa là 10.000 đơn vị. Khởi đầu là 18 đơn vị trên kg trên giờ, và chúng ta chỉnh liều trong phạm vi là từ 0 cho tới 28 đơn vị trên kg trên giờ. Thì cũng giống như vậy, nếu như mà PTT nó nằm trong giới hạn này á, thì các em sẽ giữ nguyên liều, tức là 71 cho tới 96. Sau đó chúng ta lặp lại PTT trong vòng 6 giờ. Nếu như chúng ta có hai giá trị PTT nằm trong giới hạn cho phép á, thì chúng ta sẽ
kiểm tra hàng ngày, không cần phải kiểm tra thường xuyên. Nếu PTT nó thấp hơn chút xíu, từ 41 cho tới 71 á, thì chúng ta cho một cái liều tải là 40 đơn vị trên kg, rồi chúng ta tăng liều lên 2 đơn vị trên kg trên giờ. Còn nếu như mà PTT nó nhỏ hơn 41 thì lúc này chúng ta sẽ cho cái liều tải là 80 đơn vị trên kg và chúng ta tăng liều lên là 4 đơn vị trên kg trên giờ. Còn nếu như mà PTT nó trên 96 thì chúng ta giảm tốc độ xuống 1 đơn vị trên kg trên giờ. Nếu PTT nó trừ từ 117 trở lên á, 138 thì chúng ta giảm tốc độ xuống 2 đơn vị trên kg trên giờ. Nếu PTT nó lớn hơn 138 thì chúng ta ngưng truyền trong vòng 1 giờ, chúng ta kiểm tra PTT trong mỗi 1 giờ cho đến khi nào nó giảm xuống dưới 138 thì sau đó chúng ta sẽ cho cái tốc độ truyền nó giảm xuống là 3 đơn vị trên kg trên giờ. Thì tuy nhiên như anh nói thì mỗi bệnh viện nó có một cái protocol khác nhau và cái này chỉ là cái để tham khảo, các em không cần phải nhớ. Và các em cũng có thể sử dụng cái anti yếu tố 10A để mà các em chỉnh liều của heparin đường truyền tĩnh mạch, và mục tiêu cũng là từ 0.3 cho tới 0.7. Còn đối với cái enoxaparin thì chúng ta cũng có cái liều là đường truyền tĩnh mạch và đường thì chúng ta cũng có liều điều trị và liều dự phòng. Dự phòng thì cũng có nghĩa là trong những cái trường hợp bệnh nhân của em nhập viện vì một cái lý do nào đó mà họ phải nằm bất động trên giường, họ không đi lại, thì họ sẽ có nguy cơ cao hình thành cái cục huyết khối ở tĩnh mạch chi dưới. Và cục huyết khối này sẽ có nguy cơ cao hơn, nó sẽ di chuyển về tim và gây ra thuyên tắc động mạch phổi, nguy hiểm đến tính mạng. Liều dự phòng thông thường là 40mg trên ngày và tiêm dưới da. Còn thứ hai đó là liều điều trị, thì cũng có nghĩa là bệnh nhân đã hình thành cục huyết khối rồi. Và giờ là mình cho bệnh nhân tiêm thuốc này để mà ngăn ngừa cái cục huyết khối nó tiến triển nặng hơn. Tức là ngăn ngừa cái quá trình hình thành cái màng fibrin bền vững. Thì cái liều điều trị thông thường là 1mg trên kg trên ngày, mình tiêm dưới da 2 lần, hoặc là 1.5mg trên kg và mình tiêm 1 ngày 1 lần. Thông thường thì anh dùng cái liều là 1mg trên kg ngày, tiêm dưới da 2 lần. Thuốc này tiêm dưới da và thường thì mình không cần chỉnh liều, và trong quá trình điều trị thì các em chỉ cần theo dõi các cái yếu tố về chảy máu mà thôi. Nhưng mà một số chỗ là nếu như mà người ta có cái xét nghiệm định lượng anti yếu tố 10A thì mình cũng có thể sử dụng cái này để mà chỉnh liều. Nhưng mà nếu bệnh viện của em không có cái anti yếu tố 10A thì các em cũng không cần phải chỉnh liều gì cho mệt nhé. Chỉ cần theo dõi các yếu tố chảy máu của bệnh nhân là được. Và nếu như mà chỉnh liều thì theo xét nghiệm anti yếu tố 10A thì các em sẽ phải làm sao cho cái giá trị này nó nằm trong giới hạn là từ 0.6 cho tới 1 như cái hình này. Vậy thì một bệnh nhân nhập viện vì STEMI, em có chỉ định dùng thuốc chống đông, vậy thì em sẽ chọn heparin đường truyền tĩnh mạch hay là em sẽ chọn thuốc enoxaparin tiêm dưới da? Thì ưu điểm của heparin đó là nó có thể chỉnh liều được, và nếu như mà xảy ra biến chứng chảy máu hoặc là nếu như bệnh nhân cần làm một cái thủ thuật gì đó, thì nếu như mà thủ thuật đó cần phải ngưng thuốc chống đông thì chúng ta ngưng rất là dễ dàng nhé, tại vì thuốc này nó có thời gian bản thải lên tới chỉ có là 1 đến 1.5 giờ mà thôi. Và một ưu điểm thứ hai của heparin là nó có thể được sử dụng cho bệnh nhân bị suy thận, nhưng mà nhược điểm của nó đó là nó phải truyền tĩnh mạch nhé, phải chỉnh liều, mất rất là nhiều công sức của điều dưỡng và dược sĩ. Còn enoxaparin thì ưu điểm của nó là nó tiêm dưới da, liều cố định, không cần chỉnh liều. Nhưng mà nhược điểm của nó là thời gian bản thải của nó lên tới 4 giờ, cho nên nếu như mà xảy ra một cái biến chứng nào đó thì phải đợi một cái thời gian lâu hơn thì thuốc của nó mới ra khỏi tuần hoàn hệ thống. Và nếu như mà bệnh nhân phải làm một cái thủ thuật nào đó có nguy cơ cao chảy máu thì phải đợi cho đến khi mà thuốc nó ra khỏi cái hệ thống thì các em mới làm cái thủ thuật được. Và một cái nhược điểm thứ hai nữa đó là chúng ta không có dùng cái enoxaparin cho bệnh nhân có eGFR, tức là tốc độ lọc cầu phần thận dưới 30ml/phút. Thì khi một bệnh nhân vào viện vì nhồi máu cơ tim có chỉ định tương thuộc chống đông thì em có thể chọn cả hai. Nhưng mà người ta ưu tiên đó là các em chọn cái heparin đường truyền tĩnh mạch. Bởi vì lý do là bệnh nhân đang trong một cái hoàn cảnh cấp cứu. Cho nên người ta muốn là các em chọn một thứ dù mất công nhưng mà nó an toàn nhé. Với lại khả năng cao là bệnh nhân của chúng ta sẽ được đưa lên bàn can thiệp. Cho nên nếu như mà có chảy máu thì mình chỉ cần ngưng heparin của bệnh nhân đi mà thôi. Rất nhanh chóng nhé. Các em hiểu vấn đề chứ? Thế thì nửa sáng những cái video sau chúng ta sẽ nói lại cái vấn đề này. Thì đó là thuộc chống đông máu. Trong cái phần cuối cùng của video này thì anh sẽ nói cho các em về thuộc tiêu sợi huyết, tức là thrombolytics. Thì sau khi mà cục máu đông nó hình thành rồi nhờ quá trình đông máu
thì quá trình đông máu á, là nó sẽ tạo thành cái thrombin. Thrombin nó sẽ chuyển fibrinogen thành fibrin. Và fibrin này á, là nó sẽ nhờ các cái yếu tố ổn định fibrin, nó sẽ liên kết lại với nhau tạo thành một cái mạng fibrin bền vững để mà ổn định cục máu đông. Nhưng mà cơ thể của mình á, thì không có cái quá trình nào nó diễn ra mà không có một cái quá trình khác nó đến kiểm soát nó cả. Nếu như mà cục máu đông nó hình thành như thế này mà không có thứ gì kiểm soát thì nó sẽ càng ngày càng lớn ra, và lúc này nó rất là nguy hiểm. Cho nên lúc đây chúng ta mới có một cái quá trình người ta gọi là quá trình tiêu sợi huyết. Tiêu sợi huyết có nghĩa là một cái quá trình nó sẽ làm tiêu tan cái mạng fibrin này đi để mà đánh tan cái cục máu đông. Nó nhờ một cái chất có tên là plasmin. Thì cái plasmin này nó sẽ đánh tan cái mạng fibrin này đi để mà đánh tan cục máu đông. Plasmin này á, nó hình thành từ một cái tiên chất có tên là plasminogen. Thì chúng ta sẽ ứng dụng cái hiện tượng này để mà chúng ta có một cái nhóm thuốc gọi là nhóm thuốc tiêu sợi huyết. Thì nhóm thuốc này đơn giản, đó là nó có một cái cơ chế chung, đó là nó sẽ kích hoạt cái sự chuyển đổi từ plasminogen thành plasmin. Và cái plasmin này nó sẽ đánh tan cái mạng lưới fibrin bền vững để mà từ đó đánh tan cục máu đông. Thì thông thường á, là cả cái thuốc tiêu sợi huyết á, là người ta còn được gọi là TPA, tức là Tissue Plasminogen Activator, mình dịch sang tiếng Việt đó là yếu tố hoạt hóa plasminogen tại mô. Thì như anh nhắc đi nhắc lại, thuộc tiêu sợi huyết á, thì thường á, là nó được chỉ định trong những cái trường hợp mà thời gian là vàng, ví dụ như là đột quỵ nhồi máu não, thì mình thường hay gọi là thời gian là não. Còn một cái trường hợp khác đó là nhồi máu cơ tim có áp tê chính lên á, thì mình gọi là thời gian là cơ tim. Thì đấy là những cái trường hợp mà nếu như mà mình để cái cục máu đông nó tồn tại càng lâu thì những cái mô nó sẽ thương tổn, có tính chất thương tổn không hồi phục. Còn những cái trường hợp mà bệnh nhân cũng có hình thành cục máu đông nhưng mà không có cái gọi là thời gian là vàng, ví dụ như huyết khối tĩnh mạch chi dưới hoặc là huyết khối động mạch phổi mà nó chẳng ảnh hưởng gì tới huyết động cả, thì trong trường hợp này chúng ta không cần phải dùng tiêu sợi huyết. Thì thuộc tiêu sợi huyết nó có một cái cơ chế chung, đó là nó chuyển cái plasminogen thành plasmin và từ đó nó đánh tan cục tiêu sợi huyết. Thì thuộc đầu tiên mà của nhóm thuộc tiêu sợi huyết đó là những cái thuộc như là streptokinase hoặc là urokinase. Thì những cái thuộc này người ta gọi là non-fibrin specific, có nghĩa là nó không có đặc hiệu fibrin. Thì cái cơ chế của những cái thuộc này á, là nó sẽ gắn vào cái plasminogen và từ đó nó sẽ hoạt hóa plasminogen thành plasmin và từ đó nó sẽ gây ra cái quá trình tiêu sợi huyết. Vấn đề đó là plasminogen á, nó có mặt ở khắp mọi nơi, cho nên cái thuốc này á, cả cái thuốc thể hệ một này á, thì thường á, là nó cũng sẽ tác dụng ở khắp mọi nơi trong cơ thể. Chỗ nào có plasminogen là nó sẽ hoạt hóa, cho nên cái biến chứng chảy máu liên quan đến cả cái thuốc thể hệ một này nó rất là cao. Thì hiện á, là những cái thuốc này hầu như chúng ta không có sử dụng trên thị trường nữa, tại vì cái nguy cơ chảy máu nó cao quá. Và hiện tại là chúng ta có nhiều thuốc khác nó tốt hơn rất là nhiều. Hiện tại chúng ta có những cái thuốc thể hệ mới, người ta gọi là fibrin specific. Thì có nghĩa là những cái thuốc này nó chỉ đánh vào những cái chỗ nào mà có fibrin mà thôi. Tại sao những cái thuốc này nó chỉ đánh vào những cái chỗ có fibrin mà thôi? Tại vì phải có fibrin thì nó mới hoạt hóa được những cái thuốc này. Em hiểu không? Chỗ nào có fibrin thì nó mới hoạt hóa được cái thuốc này. Và chỗ nào có cục máu đông thì nó mới có fibrin. Cho nên nhóm thuốc này nó chỉ đánh vào những cái chỗ nào mà có cục máu đông mà thôi. Cho nên nó hạn chế được rất là nhiều các cái biến chứng liên quan đến chảy máu. Thuộc chống đông thế hệ đầu tiên của cái nhóm fibrin specific, tức là cái thuốc mà đặc hiệu fibrin, đó chính là Anteplas, tức là Tissue Plasminogen Activators. Nó được bao chế dưới cái dạng đó là DNA tái tổ hợp. Và thuốc này trước đây được sử dụng rất là nhiều trong cái chỉ định tiêu sợi huyết. Cái Antepla này á, là nó hơi sử dụng một chút xíu. Tại vì cái thời gian bán thải của nó rất là ngắn. Cho nên thường là em phải cho bệnh nhân sử dụng một cái liều tải là 15mg. Rồi sau đó em sẽ cho bệnh nhân chuyên với cái liều là 0.75mg trên kg, tối đa là 50mg. Trong vòng là 30 phút. Rồi sau đó em sẽ cho bệnh nhân truyền là 0.5mg trên kg, tối đa là 35mg trong thời gian 60 phút tiếp theo nhé. Cho nên quá trình sử dụng cái thuốc này nó khá là phức tạp.
Thì tuy nhiên hiện tại là chúng ta có những cái thuốc tiêu sợi huyết thế hệ thứ ba, gồm có hai thuốc tinh hành đó là Reteplas và Tenecteplas. Thì người ta khuyên là các em nên sử dụng các cái thuốc thế hệ thứ ba này nếu như mà có điều kiện, bởi vì nó rất là dễ sử dụng và các cái chỉ số về lợi ích và tác dụng phụ xuất huyết thì nó cũng tốt hơn rất là nhiều so với cái Anteplas. Cái Reteplas thì họ đặt tên cho nó là Recombinant Plasminogen Activators, thì cái thời gian bán thải của nó là tốt hơn rất là nhiều so với cái Anteplas. Và cái cách sử dụng nó cũng khá là đơn giản, các em chỉ cần cho bệnh nhân sử dụng một cái liều tải là 10 đơn vị trong thời gian 2 phút, rồi sau đó có thể rồi sau đó là mình sẽ lặp lại một cái liều là 10 đơn vị nữa trong tại cái thời điểm là 30 phút nha. Như vậy là cái thuốc này chúng ta cho bệnh nhân 2 liều 10 đơn vị mỗi 30 phút. Hiệu quả nó cũng tương đương với Anteplas, nhưng mà cái cách sử dụng của nó là nó đơn giản hơn rất là nhiều. Còn cái Tenecteplas thì đây là cái thuốc mà bệnh viện của anh họ đang sử dụng. Thì cái thuốc này nó còn tốt hơn rất là nhiều. Nó có tính chọn lọc lên fibrin rất là cao, cho nên cái tác dụng phụ xuất huyết thì nó cũng ít hơn. Còn cái cách sử dụng của nó thì nó cũng cũng đơn giản hơn rất là nhiều. Các em chỉ cần cho bệnh nhân một cái liều bolus, tức là cái liều tải duy nhất, trong thời gian là từ 5 đến 10 giây, dựa trên cái cân nặng của bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân dưới 60 kg thì em cho 30 mg, bệnh nhân từ 60 đến 69 thì em cho 35, 70 đến 79 em cho 40, 80 đến 89 em cho 45, và trên 90 thì em cho cái liều là 50 mg. Thì đó là toàn bộ cái nội dung về cái thuốc tiêu sợi huyết chống đông và chống ngưng tập tiểu cầu. Thì anh có cái slide này để mà tóm tắt lại tất cả những cái thứ gì mà chúng ta đã nói trong cái video này. Thì cả cái thuốc chống đông và cả cái thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, thì chúng ta có cái thuốc chống chống ngưng tập tiểu cầu á, mục đích của nó là để ức chế cái quá trình ngưng tập tiểu cầu, và chủ yếu là chúng ta sử dụng để mà ức chế cái quá trình hình thành cục máu đông. Trong đó aspirin á, là cái thuốc thịnh hành nhất. Sau đó là chúng ta có cả cái thuốc ức chế P2, I12, thì gồm có clopidogrel, ticagrelor và prasugrel. Thì những cái thuốc này thường được chỉ định trong các cái liệu pháp chống ngưng tập tiểu cầu kém. Nếu như mà chi phí là vấn đề thì clopidogrel là cái thuốc lựa chọn đầu tay. Còn nếu chi phí không phải là vấn đề thì chúng ta có ticagrelor hoặc là prasugrel. Chúng ta cũng có cái thuốc ức chế glycoprotein 2B3A. Thì thường những cái thuốc này sử dụng bằng dạng tiêm. Chúng ta có abciximab, tirofiban và eptifibatide. Thì thường là những cái thuốc này đã được dùng trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim và có những cái biểu hiện nguy cơ cao, chẳng hạn như là thương tổn nhiều mạch máu. Tuy nhiên thì nó không được sử dụng nhiều trên lâm sàng, và đây cũng là những cái thuốc mà được sử dụng bằng đường tiêm. Còn cái thuốc chống đông thì cơ chế của nó là để nó ngăn ngừa cái cục máu đông nó tiến triển nặng lên. Thì mình có cái thuốc chống đông đường uống cái thế hệ đầu tiên, đó chính là warfarin. Đây là một cái thuốc chống đông dựa trên yếu tố là ức chế cái vitamin K. Sau đó chúng ta có cái thuốc chống đông đường uống thế hệ mới, người ta còn gọi là novel oral anticoagulation, hay là người ta viết tắt là NOAC hoặc là DOAC, tức là direct oral anticoagulation. Thì mình có hai cái thuốc thịnh hành, đó chính là apixaban với biệt dược là Eliquis, và rivaroxaban là cái biệt dược là Xarelto. Cái dabigatran cũng là một cái thuốc thứ ba, nhưng mà nó sử dụng không có thịnh hành như hai thuốc kia. Ứng dụng của warfarin và NOAC hoặc là DOAC là chúng ta sử dụng trong những cái trường hợp mà huyết khối mãn tính, ví dụ như là rung nhĩ hoặc là van tim nhân tạo, hoặc là những cái bệnh lý huyết khối tĩnh mạch phổi, huyết khối tĩnh mạch sau chi dưới. Còn cái thuốc chống đông đường tiêm thì chúng ta có heparin không phân đoạn, enoxaparin tức là heparin trọng lượng phân tử thấp, agatroben, bivalirudin và fondaparinux. Thì anh thấy những cái thuốc này nó ít sử dụng trên lâm sàng, chủ yếu là chúng ta có heparin và enoxaparin là hai cái thuốc được sử dụng nhiều nhất trên lâm sàng. Và cuối cùng á, là cái thuốc tiêu sợi huyết, mục đích của nó là để đánh tan cái cục máu đông trong trường hợp thời gian là vàng, ví dụ như là đột quỵ nhồi máu não hoặc là nhồi máu cơ tim có ATG lên nhưng mình không có điều kiện can thiệp mạch vành. Thì mình có cái fibrin non-specific, thì mình có streptokinase và urokinase. Thì những cái thuốc này hầu như là người ta không có dùng nữa. Còn cái fibrin specific á, thì chúng ta có anteplase, reteplase và tenecteplase. Thì mình sử dụng nhiều hơn, đặc biệt là hai thuộc nhóm thế hệ thứ ba là reteplase và tenecteplase.
Thì để kết thúc bài giảng này thì anh có thêm một cái tình huống lâm sàng như sau. Một bệnh nhân nam 50 tuổi nhập viện vì huyết khối tĩnh mạch chi dưới bên phải và huyết khối động mạch phổi hai bên. Bệnh nhân được chỉ định là enoxaparin, tức là heparin trọng lượng phân tử thấp, liều là 1 mg trên kg ngày 2 lần. Và hôm nay là ngày thứ 5 bệnh nhân nhập viện và lúc này bệnh nhân xuất hiện cái triệu chứng phù ở chân bên trái. Thăm khám là thấy mạch huyết áp bình thường, siêu âm tĩnh mạch chi dưới ở bên trái thì cho thấy một cái cục huyết khối mới xuất hiện ở động mạch đuôi bên trái. Xét nghiệm mẫu thì thấy là tiểu cầu là 70.000 và tiểu cầu tại thời điểm nhập viện là 170.000. Thì em sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta có 3 phương án, đó là ngừng enoxaparin và cho bệnh nhân dùng agatroben, hay là ngừng enoxaparin và cho bệnh nhân sử dụng heparin trọng lượng phân tử. Ý anh là ngừng enoxaparin và cho bệnh nhân dùng heparin không phân đoạn nhé, tại vì enoxaparin chính là heparin trọng lượng phân tử thấp. Và thứ ba là ngừng enoxaparin và không làm gì tiếp theo cả. Thì đây là một cái trường hợp điển hình của một cái bệnh lý người ta gọi là heparin induced thrombocytopenia. Cho nên đáp án trong trường hợp này là em phải ngừng heparin và tất cả những cái chế phẩm của heparin và chúng ta chuyển qua những cái thuốc chống đông đường tiêm khác, chẳng hạn như là agatroben, bivalirudin hoặc là fondaparinux. Thì cái cơ chế gây ra cái hội chứng này đó là khi mà em tiêm heparin vào trong người bệnh nhân á, thì heparin nó sẽ gắn vào một cái yếu tố người ta gọi là PF4, tức là platelet factor 4, tức là đây là yếu tố tiểu cầu 4. Thì nó sẽ hình thành một cái từ kháng thể nhá, để đánh lại cái phức bộ này. Và khi mà cái từ kháng thể và phức bộ này á, tại vì nó có cái PF4, platelet factor 4, cho nên nó sẽ đến gắn vào tiểu cầu. Và khi mà nó đến gắn vào tiểu cầu á, là nó sẽ kích hoạt tiểu cầu và làm cho cả cái tiểu cầu nó sẽ kết tù lại với nhau và nó sẽ gây ra cái quá trình tăng đông. Nhưng mà khi em xét nghiệm tiểu cầu á, thì nó lại giảm. Có nghĩa là trong cái trường hợp này á, em chắc chắn sẽ phải sử dụng thuốc chống đông cho bệnh nhân nhưng mà không được sử dụng bất cứ cái thuốc chống đông nào có chứa heparin. Cho nên ở đây là đáp án đúng là đáp án A. Thì người ta thường là có một cái chỉ số người ta gọi là HIT score, tức là heparin induced thrombocytopenia score. Thì trong cái HIT score này, nếu như mà tiểu cầu nó giảm trên 50% á, thì mình cho là 2 điểm. Tiểu cầu mà giảm từ 30 đến 50% á, thì mình cho 1 điểm. Tiểu cầu mà giảm dưới 30% á, thì mình cho là 0 điểm. Thứ hai đó là nếu như bệnh nhân xuất hiện cái cục huyết khối mới thì mình cho 2 điểm. Nếu như mà bệnh nhân chỉ có các cái biểu hiện chẳng hạn như là da đỏ hoặc là một cái cục huyết khối im lặng nào đó thì chúng ta cho 1 điểm, và nếu như không có cục huyết khối thì chúng ta không cho điểm. Rồi nếu như mà chúng ta tìm thấy một cái nguyên nhân nào đó gây ra cái tình trạng huyết khối đó thì mình cho 0 điểm. Nếu như mà chắc chắn mình không tìm ra cái nguyên nhân nào khác á, thì chúng ta cho 2 điểm. Còn nếu có thể là do nguyên nhân khác thì mình cho 1 điểm. Và thêm một cái nữa đó là cái thời gian xuất hiện. Nếu như mà cái thời gian xuất hiện là từ 5 cho tới 10 ngày hoặc là dưới 1 ngày, nếu như bệnh nhân có sử dụng heparin trong vòng 30 ngày vừa rồi thì mình cho 2 điểm. Hoặc thời gian xuất hiện trên 10 ngày hoặc là dưới 1 ngày, nếu như mà bệnh nhân có sử dụng heparin trong vòng 30 cho tới 100 ngày thì mình cho 1 điểm. Còn nếu như mà nó xuất hiện dưới 4 ngày ở những cái bệnh nhân mà không có sử dụng heparin gần đây thì mình cho 0 điểm nhé. Thì nếu như mà chúng ta có từ 6 đến 8 điểm thì chúng ta gọi là high probability, tức là khả năng bệnh nhân bị bệnh lý này là cao. Từ 4-5 điểm thì mình gọi là trung bình và từ 0 đến 3 điểm thì mình gọi là thấp. Thì như anh nói là trong trường hợp này, bởi vì bệnh nhân là vẫn còn cục huyết khối cho nên chắc chắn em sẽ phải sử dụng các cái thuốc chống đông đường tiêm khác nhé. Câu trả lời ở đây là agatroben và em không được sử dụng lại bất cứ cái chế phẩm heparin nào cả. Và để không thì cũng không được nhé, tại vì bệnh nhân của chúng ta đang bị huyết khối. Và chúng ta có một cái xét nghiệm gọi là xét nghiệm HIT antibody, tức là kháng thể HIT để mà chẩn đoán cái bệnh lý này. Thì anh xin kết thúc cái bài giảng này ở đây. Chúng ta sẽ sang video tiếp theo nói về một cái trường hợp xử trí.